Xin kính chào toàn thể quý các bác anh chị. Chào mừng quý các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mỹ Tủa Vlog. Hiện tại thì cháu Mỹ Tủa thì cũng đang có mặt ở tại nhà cháu Mỹ Tủa đây. Và hôm nay thì đặc biệt hơn nữa là cũng có mặt của bác trưởng thôn và anh Phứ Bí Thư đây. Đấy, hôm nay thì nhà Mỹ Tủa thì cũng có làm cái lễ Tết Thanh Minh cho các cụ, thì cũng vừa đi để đi sửa mộ cho các cụ về, thì cũng có mời bác trưởng thôn và anh Phứ đây để đi lên đây cùng dự gia đình, cũng dự bữa cơm với lại gia đình. Đấy, cháu Mỹ Tủa xin lỗi cũng nói nhầm một chút. Đấy, bây giờ thì cũng mời bác và anh Phứ đi vào nhà của cháu đây để ăn bữa cơm cùng gia đình. Lần này là lần đầu tiên mà bác đi vào nhà cháu đấy. Còn anh Phứ thì đợt trước thì đi lên đây thì cũng có vào một lần rồi, cũng biết nhà biết cửa rồi. Đấy, còn bác thì lần đầu tiên đấy nhỉ. Đấy thì cũng hôm nay cũng nhân dịp làm cái Tết Thanh Minh cho các cụ ấy, thì cũng mời đấy, hai bác đi vào đây để dự bữa cơm và cùng gia đình tâm sự tí. Rồi mấy hôm nay thời gian này bác cháu mình làm trong đấy chạy liên tục nên là cũng không có thời gian đấy, nên là hôm nay nhân dịp này thì mời hai bác thì bác cũng mới có thời gian để lên đây được, tranh thủ thời gian lên chơi một tí. Đây bây giờ mời hai bác, bác và anh Phứ đi ở nhà. Đây món chả cá. Bác ba cầm xuống. Đây ba chỉ thịt treo. Lưỡi. Tao cho tí nước vào đây đi. Cho ít nước vào không khô quá thôi. Đừng có cho muối nhá, thịt treo rồi có muối rồi cho muối vào nó là hỏng ấy. Được mà, quan trọng gì đâu. Có đấy, quan trọng lắm. Chả cá này bác mua để nấu cơm Tết á? Để giờ mới nấu. Món ngon nhá. Ở trên này không có cá mấy. Lâu lâu mới được bữa. Hôm nay Thanh Minh nên là mới được ăn đấy. Gà. Còn hai con trên kia tí cũng chặt hết đi. Hai con ở bên trên đấy, tí cũng chặt hết. Đây là gà đen nhá. Bác để đấy xong tí con cầm sang bên kia luôn. Bảy mâm xong cầm sang. Gà còn chưa sóc muối. Tí sóc muối nữa. Đúng là nguyên bản của người Mông luôn. Tua mày.
Chết rồi. Bác Võ Trưởng Thôn Quang Bạc Đá. Hôm nay nhà Mỹ Tuấn cũng có đồ mèn mén nhé các bác nhé. Là một nồi mèn mén đây để tí ăn. Chị dâu thì đang lấy thịt treo đây. Lưỡi lưỡi, cháu cầm cái này đi sang luôn đi. Như hôm nay thì cũng có sự hiện diện của Thanh Chém Mèo Bạc đấy. Xin chào quý vị và các bạn nhá. Đây chúng đang ăn mận, mận đầu mùa. Đây là mận thóc. Hoặc là còn có từ gọi khác là gọi là mận thép. Đấy. Mận thép này nhà Mỹ Tuấn trồng được 2 cây đằng sau. Nhưng mà chưa ra quả. Ra rồi. Đây này. Hả? À? Đang đi hái đây. Ông vừa hái ở ngoài kia vào á? Vừa hái ngoài. Thế không để ý suốt ngày vào xóm ở trong bản thôi nên là tầm khoảng tháng nữa thì là bắt ăn mới ngon. Vâng. Đang đợi bác trưởng thôn với là anh bí thư chả biết đi đâu rồi. Đang ở ngoài chưa đến. Hôm nay làm thì anh em cũng có tập trung về tại nhà Mỹ Tuấn đây để ăn bữa cơm Thanh Minh. Tết Thanh Minh. Hôm nay thì cũng đi sửa mộ cho các cụ về. Bây giờ đang về nhà. Cái mâm đấy cho rời đi, lưỡi. Cho uống trong kìa, uống trong kìa. Cho hai mâm luôn đi. Đây là bác hai của gia đình Mỹ Tuấn đấy. Ơi cho chó này nè, chị tìm. To hết nè, để đấy được, cho nó rộng rãi. Lựa cho lên trên tí cũng được. Rộng rãi. Bầy kiểu gì méo ấy. Ông cho lùi vào đây này, cho lùi vào chỗ cái cột đấy. Để mâm này cho lên tí. Bầy ông xem mà bố trí kiểu gì cho hợp lý nhỉ? Chéo quá nhỉ? Đấy ông biểu diễn tiếp này. Lâu. Lâu rồi không có sự hiện diện của ông Thánh Chém lên video rồi. Nên là chắc quý có bác anh chị thì cũng đang ngóng chờ video của Thánh Chém đấy, để anh chị là cứ xem được kênh ở trên Mỹ Tuấn. Đó là thỉnh thoảng ghé qua kênh của Mỹ Hải. Kênh có chủ kênh là Thánh Chém các bạn nhé quý vị. Ui, cái bát này sao lại cho vào đây? Còn chưa cho lá đắng. Ôi dù. Lá đắng thì bây giờ là có. Sao lá đắng khô ra? Có. Bác ơi, bác Mai ơi, lá đắng chưa cho. À, cái nồi lá đắng mà lại, cái này đã cho đâu? Cái này chưa cho nhưng mà hai bác đàn ông hết. Thế là chị em phụ nữ là không uống lá đắng nên là mới bỏ lá đắng. Bỏ riêng ra. Đây. Đây ở trong gia đình thì còn vai ông là còn ông Trơ Chanh đây và ông Mỹ Hải là Thánh Chém biệt danh Thánh Chém Mèo Vàng đấy là vai ông, còn đây là mâm của người lớn nhá, còn mâm bên này là tí đợi bác trưởng thôn với lại bí thư vào đây thì mấy anh em chú cháu sẽ ngồi đây, còn đây là bà với lại các chị các chú các anh. Em thím. Hôm nay tại nhà Mỹ Tuấn thì cũng có món mèn mén này. Mèn mén đây với lại đậu phụ, rau cải luộc, thịt treo, thịt gà. Chả cá thì bác hai cầm xuống, bác ba cầm xuống. Đấy, lá đắng, canh đắng. Làm đơn giản thôi nha các bác nhá. Em thử canh đắng đấy. Chú tất thắng cho một ít. À, cái lá đắng này à? Vâng, lá đắng đấy. Lá đắng mà mát gan. Rồi, cái này rất là mát gan. Cái này là bác cái giống mình vâng. Thỉnh thoảng cũng là có một tí gọi là cái tinh. Thế cho nên là cũng phải dùng một tí cái này vào cho mát mát. Nếu mà trước khi là dùng cái lá ngắn này ấy, thì là cho tí bì gà này này. Đấy, tí bì gà, da gà này vào. Ông đúng là uống thì thôi rồi. Khai vị. Cũng xin mời quý cô bác chị cùng ăn Tết Thanh Minh. Còn tên gọi khác còn gọi là Tết Thanh Minh ở trên vùng các nguyên đá thực địa.
Ngon, đúng là lá măng gan. Uống thì hơi đắng, nuốt vào thì thấy nó hơi ngọt ngọt. Ngọt ngọt, đắng ngon, rất là ngon. À, quá. Lâu lắm rồi mới thấy sự hiện diện của thanh chém mèo vạc rồi. Bánh một chút nữa. Uống nước. Đã... Hai bác đi hơi lâu một tí nhỉ. Vâng, hôm nay hôm nay tiền bạch hầu thôi đấy. À, tiền bạch hầu à? Được, bạn con tiền bạch hầu. Chạy đi chạy lại sông biển lên. À, vâng. Cũng may có hai bác cũng cố gắng thu xếp thời gian để đi lên đây. Sao mà? Vâng. Đây, tôi mời cháu mời bác đi vào mâm để dùng bữa luôn. Anh Vượng. Bác ngồi trên này. Vừa theo phong tục của người Mông mình ấy là cứ phải người lớn tuổi là ngồi bên trên, anh ngồi trên. Anh ngồi đây. Đây đây đây, ngồi bên trên. Anh cái à? Bố vào đây ngồi đó. Đây đây. Xuống rồi. Anh trên, lên trên. Bố em thì ngồi mâm bên kia rồi, cùng với lại các cụ rồi, các ông rồi. Anh cái à? Vào đây luôn. Hello. Ờ, vào đây. Xin vào. Xin vào. Đây như là đây là ngồi bên trên đây là ông trẻ, vai là ông trẻ rồi bác của gia đình nhà cháu. Đây như là thanh chém là ông trẻ rồi và ông xì chơ đây là cũng là cùng vai ông trẻ đó. Còn đây bác mà đang ngồi áo đen mà cạnh chú thanh chém đấy, ông thanh chém đấy là bác thứ hai, bác cả thì mất rồi. Đây là con trai của bác cả, là anh cả đây luôn. Vâng. Còn bác đến bố cháu, bác hai này, xong một bác nữa đang đi làm rồi, đang bác ấy là làm bên viện kiểm sát thì cũng đang đi làm không xuống được rồi, mới đến bố cháu. Bố cháu là người thứ tư, xong rồi đến là chú xì đây là người thứ năm. Đấy, còn chú chơ đấy ngồi ở dưới là người chú út đấy của gia đình. Còn bác có khi là anh em trong dòng họ. Vâng. Đấy là văn ghế ở cậu mà. Vâng. Ở dưới bà Vi. Ăn nó rồi, vậy đi. Đấy, sao vậy? Có áo bằng này à? Cậu đi lên trên này. Đấy rồi. Đấy rồi. Con lên đây ngồi đây, bác trưởng thôn. Đấy, đấy, đấy. Ăn thử thâu cho nên hai ăn tàu thế này mà chỉ ăn tàu thì bác chỉ dạy bác chỉ một thớt mà đây có sao thì nhá được chi sửa đi đủ rồi nhỉ. Đây còn mấy anh cũng chưa vào nữa nên là thôi mình cũng túc tắc ngồi trước. Ôi, chào mấy khi bác phó trưởng thôn đi vào nhà của cháu và anh Phứ thì cũng lâu lâu rồi. Ông vào đây ngồi đi, giao lưu với hai bác đi. Vâng. Vâng vâng. Đây cháu mời bác cậu. Là cái thằng à? Anh Phứ. À quên. Còn chưa mời quý có ba anh chị. Cháu Mỹ Tưởng mời
nên mời quý các bác anh chị cùng dùng bữa cùng mấy bác cháu và anh em ở trong gia đình. Hôm nay thì cũng làm bữa cơm lễ Tết Thanh Minh cho các cụ, là mời quý các bác anh chị cùng dùng bữa cùng gia đình nhé. Anh tự nhiên nhé. À, quên mất là anh ơi, hôm nay có cả món canh đắng nhá. À, món canh đắng. Vâng, làm canh đắng nhưng mà hôm nay là em lại đi ra ngoài mộ để đi sửa mộ, nên là bảo bác gái hộ nấu nên là bác là không vò. À, vâng, bác là quên không vò món canh đắng nên là cho cả lá ở trong nguyên lá, bác là không biết nấu. Đây được mà. Bác cho chơi nguyên lá luôn. Sáng nay bảo rồi nhưng mà bác quên bảo bác. Còn đây là món chả cá. Bác hai bác cầm xuống. Thì bác bảo mua để nấu cơm Tết nhưng mà bác lại Tết này lại không nấu nên là cầm xuống. Ở đây là món gà, gà thì rất là quen thuộc với lại anh em và bác cháu mình đây rồi. Đây thịt treo cũng làm đơn giản thôi, đậu phụ thì mình chấm rồi, rồi có bắp bắt canh bắp cải. Cháu mời bác cũng trưởng thôn một tí nhỉ. Lần đầu tiên vào nhà cháu ấy nhỉ. Theo như kể là bác là còn chưa án được, là chưa tính được là nhà cháu ở đoạn nào trong này đâu ấy nhỉ. Chưa biết được. Đang nghĩ là nhà Vư á. À, nhà Trung Vư là ở tiếp bên này mà. Vâng. Còn đây là đằng sau huyện ủy, bên dưới huyện đội. Vâng. Xin sức khỏe bác nhá. Anh Phước. Anh em mình là một tí thì lâu lâu rồi anh em suốt ngày làm đường xong đấy, lúc nào mà vào đấy thì cũng có sự đồng hành của bác phó với lại anh thôi, cũng đi cùng em đi để giúp đỡ bà con đấy, cũng không có dịp để mời bác và anh đi ra đây để thăm gia đình và chơi với lại gia đình, nên là đấy cũng hôm nay thì cũng may là hai bác còn thu xếp công việc để ra đây cùng với cháu được. Rót chuyện đến đâu rồi nhỉ? Đang rót đến là bác trưởng thôn ạ. Rót bác trưởng thôn với là bí thư chi bộ. Bây giờ là mời anh trai. Ôi, qua vòng đến rồi đâu? Vậy, ủ tiền khoa học mà. Vậy, ủ tiền chiến đấu. Bây giờ nhường cho ông trẻ Mỹ Hải. Trong những cái Tết Thanh Minh, còn có tên gọi khác là gọi là Tết Thanh Minh ấy, quý vị ạ, là cũng không thể thiếu được những người mà để gọi là cộng để sẽ là những người ra tay đầu tiên đấy, ra quân rồi là sau đó là mấy nhân người nhà mới sử dụng được. Hôm nay là cũng có cả trưởng thôn này, có cả bí thư chi bộ đấy, thế là cho nên là hôm nay là tôi xin chúc mừng đấy, rất là may trưởng thôn thì là lần này là lần thứ hai nha, đấy lần thứ hai. Xin mời nhé. Anh bên tỉnh bộ nhé. Tiến đường dưới là dạo này là bây giờ sắp xong chưa? Đã xong rồi. Sắp rồi. Còn mấy chục ngày nữa là đắt, chục ngày là. À, thế này bảo con dân bảo thân thương mình ngày nữa là có con đường đẹp đi rồi. Đấy, đúng không? Rất là hài lòng đấy. Rất là hài lòng. Đúng rồi. Đúng rồi. Bác trưởng thôn thấy là bí thư chi bộ là người cùng là đi tuổi nhất. Rồi, sắp cái đường đi. Đây là chú út của Mỹ Tuổi đấy, cũng đang vào mời bác trưởng thôn với lại anh bí thư đây nhé. Đây là bác hai. Bác ba là đang đi ở cơ quan có tí việc nên là bác đang đi giải quyết công việc, còn chưa xuống được, còn bố của Mỹ Cửa là người thứ tư, còn
chú ngồi dưới đây là người thứ năm, còn chú út đây là người thứ sáu. Kém một thì nhìn một này. Đây bố Mỹ Tuổi cũng đã vào mời bác trưởng thôn với lại anh Phứ Bí Thư. Đây là bố của cháu. Vâng, bố đẻ. Còn toàn là người trong gia đình hết rồi. Vâng. Bác ăn đi, ăn tự nhiên đi. Làm miếng thịt gà đó. Đây canh đắng này. Bác Hai. Đây bác Hai thì đang vào để mời và giao lưu bác có với lại anh Phứ. Đây thì không bắt là phải uống hết rồi nhé, nhấp môi cũng được. Đấy thì các bác là vì là phải cầm ly không có rượu vào. Còn của anh Phứ với lại bác trưởng thôn là uống được bao nhiêu thì uống, không cứ là phải uống hết nhé các bác nhé. Đấy, vẫn phải có cái lệ là phải thêm một tí vào để có cái lệ là rót trận như kiểu chén mới ấy. Để bổ sung đây là bác Hai nhà cháu bác bố ạ. Ăn đi anh Phước ơi. Bác Sở Thôn, ăn đi nhá. Bác là yêu lắm ấy. Ăn để còn lấy sức để mới không còn đi làm với bà con. Hôm nay là chơi nhà Mỹ Tuổi thì hơi đỡ một tí công việc. Vâng, thu xếp công việc rồi đi lên đây chơi. Hôm nay là thời tiết có vẻ là hơi âm u như kiểu sắp mưa nên là ở trong nhà là hơi tối một chút. Đây cũng có bóng to nhưng mà nên là ở trong nhà cũng ghi hình nó không được, ánh sáng nó không được chuẩn. Đây chả cá lâu lâu mới có. Bác thử một miếng mà chả cá. Có anh chè à? Chả cá ấy. Ngon nhỉ. Bác được ăn bao giờ chưa?
chưa? Tạo nào bác hỏi là cái này là cái gì? Ngân đầu tiên à? Trên này không có ba đâu. Anh cứ làm miếng đi. Đây để em gấp cho nhé. Đây đây đây. Đây làm miếng. Đây ăn đi. Đây là ông trẻ mỹ tuổi. Ông đang bị ốm, ông ngủ ít thôi nhé. Vâng, ông đang bị ốm. Vâng. À, đây ông chạm môi à, nhấc môi để có lệ thôi. Hôm qua ông uống là ông ơi, con giới thiệu tí. Đây là bác trưởng thôn mà con đang đi làm đường với lại làm nhà ở dưới thôn Quá Dĩ. Vâng, bác trưởng thôn. Vâng, còn đây là anh bí thư chi bộ quản lý thôn Quán Xí đấy, thuộc. Vâng. Anh họ gì đấy? Họ Lào ấy. Lầu. Thế mà em của ông Sình không? Sình nguyên bí thư xã này. Nhà ông Sình thì tôi đến nhiều rồi. Ở nhà đầu tiên là ở trên đây. Chú cháu đây là nhà ông Sình này. Đấy, bác trưởng thôn với lại anh bí thư này hôm nào con vào đấy là cũng đi ngày nào cũng đi đồng hành với bà con để làm đường luôn. Không có thời gian để về làm việc nhà mà. Rồi, cố gắng tạo cái ngành nhà có cái mối quan hệ như thế này thì bà con rất tốt. Quan trọng là giúp chùa mặt cái gì? Giúp bà con nhân dân phát triển. Giúp bà con đấy. Mình còn đang già như thế mà là một là giống bà con đấy. Chưa già đâu. Phải làm cho cán co cán cháu của mình luôn. Là số này. Không gần 60 rồi. 60. Làm được 36 năm. Con gì? Con rắn. 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 Năm 65. 65 thì năm nay là anh được 58 tuổi. Rồi tính cả tuổi mụ nữa là 59 tuổi. Thế bác bảo 60 tuổi. Gần 60 rồi. Gần 60. Thế thì bác. Bác trưởng thôn là làm được. Bác trưởng thôn là làm được 36 năm trưởng thôn ở trong đấy. 36 năm thì ông hơn. Ông hơn tôi 1 năm. 1 năm chúng ta. Tôi 35 năm chúng ta. Nhớ từ. Ông hơn tôi. Cái bí thư này là trẻ bằng chắc là vừa bị mấy năm. Nhớ từ đó rồi mà đây. Bác trưởng thôn đoàn hơn 1 năm. Ông trẻ mỹ tuổi đây là cũng làm bên đội trưởng đội an ninh của huyện Mèo Vạc đây. Thì ông thì cũng vừa nghỉ hưu năm ngoái rồi. Đấy. Đấy, ông thì đang bảo là ông cũng công tác 35 năm, bác trưởng thôn thì 36 năm đấy, bác trưởng thôn công tác hơn 1 năm đấy. Giờ thì Mỹ Tuổi cũng sẽ kết thúc thức phim này của cháu Mỹ Tuổi tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác chị vào những video tiếp theo. Đặc biệt là tôi nghĩ là tận rộng, tận rộng ít mổ, tận rộng ít mổ mà không à. Thì chứ không đặc biệt là mà bác làm bát một mét. Thôi. Anh Phứ. Bạn tính. Toàn không ít sau nên là không có cái gì. Rất là nhiều món rồi. Đa số loại như món này này là Nghi Hải thích nhất này.
thịt treo và các bếp, thịt treo các bếp trong vắt đây này quý vị ạ, những cái miếng thịt treo trong vắt như này khác gì như kiểu là soi gương này, rất là trong. Ôi, những cái miếng này mà ăn kèm với mẻ mén này với lại là bắp gải luộc giống như rau nhạc ở trên vùng cao ấy, trước khi ăn phải bổ lưới qua tai, còn không đến lúc mà ngon quá thậm chí là nuốt cả lưới mình đi đấy. Chúng ta nghe nói mà cái gì nhỉ, ngon vắt lưới hay cái gì ấy, ngon quá là nuốt lưới đi buộc chỉ buộc lưới qua tai, buộc lưới qua tai qua cái tai này còn không đến lúc ngon quá là tí nữa mình nuốt xong rồi tự nhiên là mình nuốt cả lưới mình đi. Thịt treo rất là ngon. Cái món này thì cũng là thôi rồi. Ông ăn thử em nào. Nhưng mà nãy vừa ăn rồi, cũng vừa ăn cơm no rồi. Thôi, làm thử miếng để cho khán giả còn biết là ăn kiểu gì chứ. Đây là cái mỡ, cái thịt lợn ở trên vùng cao tôi vì là cũng khác biệt về cái vùng vùng dưới xuôi. Vùng dưới xuôi của mình ấy là đa số là lợn siêu nạc. Còn ở trên vùng cao ấy thì là lợn này là lợn bản địa này. Thậm chí là một con lợn mà nuôi đến tầm khoảng 5-60 cân là cũng phải là trên một năm thì mới được bằng đó, vì là cơ bản là bà con dân bản thân tương trên này ấy, là nói không với cái thịt lợn này là nói không với tăng trọng ấy, mình có gì là mình ăn cái vụ đó. Nó cũng giống như mà mọi thức phim của Mỹ Hải là cũng hay giới thiệu cho quý cô bác anh chị đều biết rồi. Thế cho nên là như vùng cao đấy, đến mùa rau bí là chuyên ăn rau bí, mà đến mùa rau cải là chuyên ăn rau cải, mà mùa đông đây để xen kẽ vào là những cái cây củ cải ấy quý vị ạ. Thế cho nên qua xin phép quý vị và các bạn rằng là nếu như ăn cơm ở trên vùng cao ấy là cũng không thể thiếu được những cái món mà mèn mén, vì là Mỹ Hải ấy là trước là cũng đã từng giới thiệu cho quý cô bác anh chị đều biết rồi, vì là vùng cao Mỹ Hải là 6 tháng thì có nước và 6 tháng thì thiếu nước. Thế cho nên là ở vùng cao ấy là không có nước mà để gọi là mình trồng cây những cái ruộng lúa của mình, và bà con dân bản thân thương ở trên này ấy, là đa số là đá thôi, đá thì nhiều hơn đất. Thế cho nên là không chỉ trồng bằng cây ngô thôi. Ở cây ngô thì kiên cường nhất là sống bám trụ được ở trên cái mảnh đất cao nguyên đá trên này thì cũng là để cho bà con đỡ khổ là như vậy, vì là cơ bản là không thiếu nước trầm trọng, thế cho nên không trồng được lúa nước. Thế cho nên là món chính của bà con vùng cao ấy là cái món mẻ nén đấy, là cái món mẻ nén này là quý vị này, đi trong những cái nhà mà có những cái cố rồi thì cũng không thể thiếu những cái món mẻ nén này. Nhưng ở trong lòng chảo huyện Mèo Vạc ấy là cũng có khác biệt hơn, mình sẽ lấy ngô mình té ra, rồi là sau đó là mình sẽ bán ngô đi, rồi là mình sẽ đổi lại về những cái phần gạo để mình cải thiện. Nhưng mà còn ngô đây thì là đa số là tầm tuổi như bác trưởng thôn, là đa số là bây giờ là cũng có những cái vụ mà để gọi là thôi thì những cái mùa trên này và có những cái cố này là đa số là bà con là cũng rất thích ăn mèn mén như vậy, là món chính của đồng bào mà quý vị. Và bây giờ thì Mỹ Hải cũng nói nhiều quá rồi, thế cho nên là giờ là Mỹ Hải cũng sẽ thưởng thức cái món này thịt treo các bếp này, nhà Mỹ Tuổi này, trong mắt soi gương. Đấy, rất là ngon này. Mà ta liếc chứ không mẹ không táo nhà là mà sát táo nhà là mà. Rất ngon. Và đa số là ăn như vậy ấy, thì là cái thịt treo mà trên thành miếng là cũng hơi mặn một chút. Đấy thì mới để lâu quý vị ạ. Thế là cũng không thể thiếu là sẽ sử dụng một ít rau bắp cải luộc như vậy để nhạt vào như vậy là mình ăn kèm. Rất ngon. Tuyệt vọng luôn đấy. Cũng thơm thơm mùi khôn khói. Ăn cái mì thì hiện giờ là đang nguội rồi, hơi sần sần. Đấy, nhai lâu thì mới đứt, nhưng mà nhai chậm thì khác như kiểu kẹo cao su. Đấy, nhưng mà cũng rất là ngon. Rất là ngon quý vị ạ. Quý cơ bác chị nằm ở dưới xuôi ấy, đã từng mà mua thịt treo các bếp ở trên một cao đi xuống, và các anh chị cũng để biết lúc nắm ấy, thì là thịt bị rất là mềm. Nhưng lúc nguội nhai như không khác thì như kiểu nào. Gần như là theo như Mỹ Hải nói là gần như là kẹo cao su. Mỹ Hải xin mời nhá, rất là ngon. Ăn đi bác trưởng thôn. Dùn bác. Anh Nhân. Anh Phứ. Ăn đi nhá. Ngon lắm. Cơ bản là đa số là như ở vùng cao mình ấy là thịt treo này là mình để chữ chứ. Đấy, mỗi một năm thì là mình vất vả trong một năm rồi. Là một con lợn là mình treo này cứ ăn từ tháng này đến tháng nọ thôi. Đấy, không được. Lúc mình đi làm đấy. Đúng rồi. Đi làm về. Mà còn phải giấu lên trên gác chứ. Có chứ, phải giấu trên gác. Là mình để giấu trên gác. Còn không là mỗi lần mà mình treo gác bếp ấy, nhìn thấy là ai à, thấy trên nhà mồm là phải thấy một miếng rồi. Thế là không đủ, đúng không? Mình ăn rè. Đấy, như một con mình là ăn rè. Như nhà, em này em cũng biết mà. Cách đây 3 năm, 4 năm rồi. Cứ treo ra đấy là đi làm để muộn xong là bắt đầu đói lắm, bỏ mỗi lần một miếng. Là một con lợn thế là mình chỉ ăn sơ vào trong vòng tháng đấy. Nhưng mà điều kiện kinh tế mình không có.
Đấy, thế cho nên là mình cứ ăn rẻ, phải để trên gác. Đấy, để trên gác xong là các cháu nhỏ muốn trèo lên gác thì mình rút thang lên. Là phải rút thang lên thì các cháu nhỏ mới không lấy được. Kiên kỵ là kiên kỵ là cứ người mong thì nên là kiên kỵ là con dâu. Đấy, con dâu thì không trèo lên gác được. Thế cho nên là con dâu thì phát minh ra một cái bài là con dâu lại bắt đầu lấy cái xào, lấy một con dâu quắn. Thế là có nghĩa là con dâu cũng trèo lên gác rồi mà. Thế là con dâu đứng ở dưới này là lấy cái xào, con dâu kêu ra cắt cắt đúng không? Rơi trên sàn là con dâu mới bắt được kêu ra được. Đang để đúng rồi, trước kia mình mới đi câu cá.